Chiều tối ngày 21 tháng 12 năm 2015, trên đường DT743 thuộc khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe gắn máy khiến một người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian 18 giờ, một người đàn ông trung niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 39F23067 đang lưu thông với tốc độ nhanh theo hướng từ ngã tư 550 ra quốc lộ 1K. Khi đi ngang qua số nhà 24/3 thuộc khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Nghiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do không làm chủ được tốc độ đã tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát do một nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy cùng chiều đang rẽ sang đường. Cú tông trực diện đã khiến cả hai xe văng ra xa hiện trường khoảng 2m và bị hư hỏng nặng. Người đàn ông trung niên bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nam thanh niên rất may đã nhảy khỏi xe nên chỉ bị xây xát nhẹ. Nhận được tin báo, công an khu vực đã có mặt để phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.